đầu ngày mới tại thành phố Hồ Chí Minh không khí dịu mát. Hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày có thời tiết đẹp, nắng ráo. Dự báo trời sẽ nắng, mây đan xen tới chiều với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Còn mưa khả năng chỉ xuất hiện quanh lúc 4 giờ chiều và dứt nhanh. Về thời tiết các khu vực khác ở Nam Bộ, dự báo nắng cũng sẽ là trạng thái chủ đạo vào hôm nay. Sau 4 giờ chiều, mưa dông xảy ra vài nơi, chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ.